Và trong khi đại hạn đang khiến cho cây trồng ở nhiều địa phương chết khô, vật nuôi thiếu nước uống thì tại tỉnh Bạc Liêu, nhờ điều tiết nước ngọt kịp thời nên vụ đông xuân năm nay hơn 1.000 hectare lúa ở huyện Hòa Bình vẫn cho thu hoạch. Với giá lúa gần 5.000 đồng trên 1 kg như hiện nay, người làm lúa vẫn có lãi, ghi nhận của cộng tác viên VTC16. 22 công lúa nàng hoa chín của ông Thái Thanh Cần ở ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B đang cho thu hoạch. Số lúa này, ông Cần tưởng như bị thất thu do hạn hán, nước mặn tràn vào ruộng cách đây 2 tháng. Nhưng nhờ có nước kịp thời rửa phèn và khuyến cáo của ngành nông nghiệp nên ruộng lúa của ông đã hồi phục trở lại. Năng suất 1 tấn trên một công vụ này nằm ngoài sức mong đợi của ông. Khi lúc mà lúa sắp sửa dặm trong 28 tới 30 ngày tuổi đó, nguồn nước nó hơi xấu, nhưng mà tới qua được 40 mấy ngày tuổi thì lúa nó lại phát triển nhanh. Nhưng mà với vấn đề mà chi phí thì nó hơi nặng hơn mọi năm. Còn vấn đề thì giá lúa nó được mùa thì nông dân cũng mừng, cũng phấn khởi hơn. Lúa được mùa, giá lúa thương lái thu mua tại ruộng cũng cao hơn từ 300 đến 400 đồng 1 kg so với năm trước. Do vậy, dù chi phí phân bón, nước tưới năm nay cao hơn từ 500 đến 1 triệu đồng một công, nông dân vẫn có lãi. Giá lúa này thì cỡ 5 triệu rưỡi, 5 triệu một công. Cũng nông dân ta cũng có lợi chút đỉnh. Theo ra thì đất mình mướn á, thì mình lời công có so ra có 1 triệu, còn đất nhà có 2 triệu, 2 triệu rưỡi một công. Đến nay, nông dân huyện Hòa Bình đã thu hoạch được trên 700 hectare lúa, năng suất bình quân từ 50 đến 60 dạ một công. Dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5 sẽ thu hoạch dứt điểm. So thời điểm mà năm nay mình khuyến cáo, năng suất nó cũng đạt theo yêu cầu. Kết thúc vụ mùa một cách an toàn trong cơn đại hạn, một số hộ dân bắt đầu phơi đất chờ mưa xuống để sản xuất vụ hè thu. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt cũng khiến họ e dè hơn, chờ những khuyến cáo tiếp theo của ngành nông nghiệp mới xuống giống.